tiếp ở đâu ấy? Ở trên fanpage em. Đỗ Minh Hưng đến từ kênh Bóng Chuyền HD, fanpage Bóng Chuyền HD Live và thương hiệu Bóng Chuyền VD. Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chào tất cả anh chị em yêu bóng chuyền Việt Nam. Xin mời mọi người theo dõi vòng tứ kết. Trước mặt mọi người là trận đấu giữa các cô gái đến từ Thái Nguyên trong trang phục màu trắng ở bên này màn hình của quý vị và các bạn. Còn bên kia là các cô gái VHD đến từ thương hiệu bóng chuyền VHD Hà Đông Hà Nội. Ở bên kia màn hình và ra sân trong trang phục màu xanh. Điểm số lúc này đang là 1-1. Cả hai đội đã vượt qua vòng bảng với những thành tích rất tốt. Và lúc này họ đã gặp nhau ở vòng tứ kết. Hai đại diện của Thái Nguyên và Hà Nội. Điểm cho VHD 2-1. Và trọng tài điều khiển trận đấu này là trọng tài Phùng Việt, trọng tài đến từ Liên đoàn Bóng Chuyền Việt Nam. Đó là trọng tài chính và trọng tài hai là Đăng Toàn. Liên Bùi, hello anh Hưng, hello Liên Bùi và hơn 500 anh chị em, cảm ơn mọi người rất nhiều. Bỏ nhỏ của Thái Nguyên chưa được. Hội phản công chưa qua được tay chắn của Thái Nguyên. Đã có lỗi của VHD. Điểm cho Thái Nguyên 2-3. Bên phía đội hình ra sân của các cô gái Thái Nguyên có chủ công số 1 thi đấu rất hay. Thực sự thông tin của các bạn Thái Nguyên mình chưa có, nên anh chị em nào biết tên và của các cô gái Thái Nguyên bình luận để cho Đỗ Minh Hưng biết nhá. Vừa rồi là một pha tấn công rất mạnh của chủ công số 14 bên phía VHD. Điểm cho VHD 4-2. Rất cao tầm, một pha tấn công không cần đà của chủ công Thái Nguyên. Tiếp tục là số 7. Số 1 đi, đúng rồi. Tiếp tục là số 1. Lần này chị đã ra đòn. Bóng đã lọt cảng. Điểm cho Thái Nguyên 3-4. Thuồng số 1, ok, cảm ơn bạn nha. Đúng rồi, bạn bình luận đi để cho mình biết thông tin của mình. Xin hội ý đây. Có người thì bảo số 1 là Quỳnh Mai, có người thì bảo là Thu Hồng, mình cũng không biết là ai và ai luôn. Nếu như các bạn chia sẻ thông tin sai và không biết thì không nên chia sẻ nhé. Đúng không, gọi tên sẽ bị nhầm, như thế thì không hay. Các cầu thủ về xem lại lại buồn. Điểm
điểm cho VSD 84. Phát bóng là búa máy Khuyên Nguyễn. Sang ngay. Một pha sang bóng bất ngờ, bóng đá rơi thẳng vào đầu của chuyền hai Nguyễn Oanh. Điểm cho Thái Nguyên 5-8. Còn bóng là Bích Thúy, cầu thủ có lẽ cao nhất bên phía đội Thái Nguyên. Rồi phản công cho VSD, Khuyên Nguyễn. Quá mạnh của Khuyên Nguyễn. Một pha tấn công từ vị trí số 3. Nâng điểm số lên cho VSD 9-5. Phát bóng là chuyền hai Nguyễn Oanh. Chắn bóng tốt của VSD. Rồi là Nguyễn Phương. Chưa qua được hàng rào chắn. Điểm cho VSD 10-5. Chưa qua lưới, trọng tài rất uy tín đến từ Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam Việt Phùng. Như vậy là quá yên tâm với trọng tài rồi. Trọng tài quốc gia đang điều khiển trận đấu tại giải bóng chuyền hơi tranh cúp Hoa Hồng, giải nhất 30 triệu. Vâng. Vừa rồi là Khuyên Nguyễn, chủ công búa máy đã ra đòn về vị trí của biên 2. Và tấn công kẻ y. Thái Nguyên cố lên. Bóng trong sân. Thêm một điểm số nữa cho Thái Nguyên. Đó là Bích Thúy. Điểm cho Thái Nguyên 91. Còn số 6 mình chưa biết thông tin, anh chị em nào cho mình thêm số 6 đi, của Thái Nguyên đi. 1378 mình đã biết rồi, còn số 6 nữa thôi. Bóng đá lọt hàng rào chắn. Điểm cho VSD 12-9. Rồi bóng chuyền VSD thuộc thương hiệu bóng chuyền VSD, được sự dẫn dắt bởi anh Đỗ Nguyên Thanh, là ông bầu kiêm đội trưởng. Còn bên phía đội Thái Nguyên được tài trợ bởi anh Bình, giám đốc hợp tác xã bò 3B Thanh Bình. Chắn bóng tốt của Nguyễn Oanh. Điểm cho VSD 14-9. Ok, Nguyễn Đình Hoàng nhá, số 6 là Lưu Điều. Tên nghe lạ quá. Điểm cho Thái Nguyên 70, chuỗi 10-14, bảng điểm khó nhìn quá. Phản công cho Thái Nguyên, một cú đập quá mạnh của số 1, đó là Thu Hồng. Toàn đây, bảng điểm. Mình vừa hỏi bạn số 6 tên gì, bạn đã thiết lập một pha chắn bóng đơn trên lưới quá tốt. Điểm số được rút ngắn xuống cho Thái Nguyên còn 12-14. Hôm nay thì giọng của Đỗ Nguyên Hưng đã có một chút khàn rồi. Hy vọng là từ giờ đến tối hết giải rồi mất giọng cũng không sao. Gần 800 anh chị em rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Anh chị em nào có nhu cầu mua giày chuyên cày sân bê tông có lót giảm chấn của thương hiệu bóng chuyền VSD, anh chị em nhắn tin vào fanpage bóng chuyền HD Live. Giày có giá là 860.000, nhưng hiện đang được bán với giá là 680.000 mọi người nhá. Và anh chị em nào chuyển khoản trước thì được tặng thêm một bộ quần áo đấu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và đây trong nhà thi đấu rất ầm. Mọi người có nghe rõ giọng của mình không thì cho mình một bình luận. Nếu không nghe rõ thì mình sẽ nói to nữa.
các cô gái Thái Nguyên. Người chắn bóng thành công đó là Bích Thúy. 13-14 rồi. Thái Nguyên bám đuổi rất gắt. Cố lên, được rồi. Bỏ ngay. Bỏ bóng ra ngoài của VHD. Hoàng Quốc Sử nghe gió em ơi. Ok, cảm ơn anh Hoàng Quốc Sử. Điểm số này là 14 đều. Quá căng. VHD đã dẫn trước mấy điểm rồi, nhưng bây giờ Thái Nguyên đã bám đuổi và san hòa. Như vậy là trọng tài Tuân Phùng xác định VHD dẫm vạch 2m. Điểm cho Thái Nguyên 15-14. Lúc này họ đã vượt lên rồi. Alo. Ừ, nói đi em. Ôi, anh không nghe rõ, anh đang tác nghiệp ở trong nhà thi đấu hoang hồn quá. Có gì quan trọng không? Ờ, có gì quan trọng thì nhắn tin cho anh nhá. À, điểm cho VHD 15 đều. Nói trận này rất căng. Trận cầu rất hay. Vấn đề nó hay là nó phải ngang nhau mọi người ạ. Trước đây buổi sáng thì có những trận mà cách biệt rất xa. 21-5 hay 21-6 thì thực sự mình cũng không muốn tác nghiệp vào những trận cầu như vậy. Phòng thủ tốt. Rồi, lần thứ hai cho Thu Hồng. Đúng là Thu Hồng rồi. Trọng tài xác định bóng chạm chắn ra ngoài. Điểm cho Thái Nguyên 16-15. Lê Bảy rất rõ bình luận viên ơi. Ok, cảm ơn Lê Bảy. Như vậy mình sẽ tập trung vào trận đấu. Như vậy âm thanh, ánh sáng cũng như là đường truyền ok rồi. Sang được rồi, phản công cho Thái Nguyên. Vút. Vẫn còn. Số 1 Thu Hồng tỏ ra rất nguy hiểm. Lúc này thì các cô gái Thái Nguyên đang lên đồng. Không được rồi. Điểm cho VHD 16 đều. Tiến đề Sport chất lượng tốt, tôi âm thanh đến hình ảnh anh à. Ok, cảm ơn Tiến đề Sport. 16 đều. Hôm nay các cô gái VHD đang bở hơi tai rồi. Các cầu thủ Thái Nguyên tấn công như giã giò, như ném gạch. Thu Hồng từ biên 2. Điểm cho Thái Nguyên 17-16. Lúc này hãy trông chờ vào búa máy Khuyên Nguyễn cùng với số 14 Mỹ Vân của team VHD. 17-16. Cú lưu giải mấy, tranh giải mấy à? Đây tứ kết em ơi. Giải nhất 30 triệu nhá. Điểm số lại được san hòa cho VHD 17 đều. Thực sự khán giả thổi những cái chiếc kèn giống như ở bóng đá quá điếc tai mọi người ạ, mà ầm ầm quá. Nó rất ảnh hưởng đến các cầu thủ thi đấu trong sân. Quá nhiều tạp âm trong này. Điểm do Thái Nguyên 18-17. Mình còn không nghe thấy mình nói cái gì nữa cơ. Bởi vậy phải hỏi lại mọi người là có nghe được không. Bóng đã lọt chắn. Bên phía Thái Nguyên thiết lập hàng rào chắn hở quá. Điểm số được san hòa 18 đều. Rất căng. Chúng ta hãy hồi hộp chờ đợi xem bên nào sẽ giành chiến thắng ở hiệp đấu đầu tiên này. Bóng đã bung chắn ra ngoài. Đó là Nguyễn Phương. Nguyễn Phương vừa mang về một điểm số rất quan trọng. 19-18. Rồi phản công. Thu Hồng chưa kịp dậy. Rất hồi hộp. Vâng, bỏ bóng rất cắm. Bỏ cắm hơn cả Dị Nhân ở chảo lửa VHD. Sai được rồi. Như vậy là trọng tài xác định bên phía VHD có lỗi hai chạm. 20-18, set point cho Thái Nguyên. Bên phía VHD lập tức xin hồi ý. Lúc này Thái Nguyên đang có cơ hội tràn trề để mang về chiến thắng đầu tiên của hiệp đấu đầu. 20-18 rồi.
Lúc này có cả một chị YouTuber nữa mọi người nha, có lẽ là chị trong đội của Thái Nguyên. Vâng, gần 1.000 anh chị em rồi, anh chị em chia sẻ nữa đi. 920 anh chị em rồi. Càng nhiều người xem thì Đỗ Minh Hưng bình luận càng sung. 20-18, VSD cố lên. Đẹp rồi. Tấn công tốt của VHD. Và điểm số đến từ vị trí của Mỹ Vân. 19-20. Hôm nay ai mà cho mình một chai nước thì tuyệt vời quá. Và bóng sẽ là chuyền hai Nguyễn Oanh. Biên 4 số 1 là Thu Hồng. Cầu thủ đập rất mạnh. Lần này thì Thu Hồng không thành công. Vẫn là Mỹ Vân đã chắn bóng thành công. 20 đều. Cơ hội lại nhen nhóm lên rồi. Lúc này thì Thái Nguyên cần tập trung. Chỉ cần một quả bỏ nhỏ thôi. Hàng rào chắn lúc này của VSD là các thủ rất cao. Và Khuyên Nguyễn đã ở hàng trên. Chủ công búa máy. Thành công rồi. Vẫn là Nguyễn Phương. 21-20. Mình là người của VSD nhưng mình bình luận rất công tâm mọi người ạ. Đều cả cho hai bên. Quyền Nguyễn rồi. Bóng trong sân. 21 đều. Thực sự xứng đáng là một trận chung kết. Hai đội đang ăn miếng trả miếng. Họ có những bài đánh, có những pha phối hợp rất nhuần nhuyễn, chứ không lảo đảo liêu siêu và thiếu chuyên môn như các đội bóng yếu. 21 đều. Chiều cao cân nặng của họ cũng sàn sàn nhau. Nhìn rất chuyên nghiệp. Cuối kia sang được rồi. Ai là người tấn công? Quyên Nguyễn. Số 7 rất nhanh, tiếp cho số 7 luôn. Cơ hội phản công cho VSD. Đẩy bóng sang rồi. Thái Nguyên số 1 đi, đúng rồi. Nỗ lực của Dương Thúy Hằng. Tiếp tục cho số 1 vụt đi. Không phải. Thành công rồi. Set point lại thuộc về Thái Nguyên, 22-21. Một ngàn anh chị em rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. 1.000 anh chị em. Biên hai của chắn bóng thành công. Như vậy là không phải, có lỗi rồi. Trọng tài đến từ Liên đoàn bóng chuyền của Việt Nam. Trọng tài uy tín. Rồi đã có lỗi của các cô gái Thái Nguyên. Và họ không hề có phản ứng, chứng tỏ là nhận định của trọng tài là chính xác. 22 đều, tứ quý ai đã xuất hiện rồi. Phản công. Ra ngoài mất rồi. Ra ngoài rất xa. Chính xác là như vậy. Điểm cho VSD 23-22. Lúc này VSD đã có set point cho mình. Một chút thiếu tập trung, số 1. Trọng tài xác định bóng ra ngoài. Kết thúc hiệp đấu đầu tiên. Các cô gái VSD đã giành chiến thắng với tỷ số 24-22. Một hiệp đấu rất thoát tim. Quá hay. Số 7 là Thanh Thúy. Nhưng có bạn lại báo với mình là Bích Thủy. Ok, cảm ơn bạn nha. Chai nước mọi người ạ. Nói có một hiệp thôi mà đã khô hết cổ rồi. Xin chào 1.000 anh chị em. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
vào lửa luôn chứ anh. Tất nhiên rồi em. Làm này tốt lắm rồi. Sau giờ nghỉ giữa hiệp thì các cô gái Thái Nguyên được sự động viên của huấn luyện viên cũng như là chỉ đạo, họ sẽ thi đấu khởi sắc và giành chiến thắng ở trong hiệp đấu thứ hai. Đỗ Nguyên Hưng đến từ kênh Bóng Truyền HD, fanpage Bóng Truyền HD Live và thương hiệu Bóng Truyền VSD xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chào tất cả anh chị em yêu bóng truyền Việt Nam. Sau đây xin mời mọi người trở lại với hiệp đấu thứ hai. Trong trang phục màu xanh đó là các cô gái đến từ thương hiệu bóng chuyền VSD, áo trắng là đội Thái Nguyên. Bỏ nhỏ tốt của Nguyên, điểm cho VSD 1-0. Trọng tài chính là trọng tài Tuân Phùng đến từ liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, trọng tài rất uy tín. Trọng tài hai là Đăng Toàn, điểm 1-0 cho VSD. Xử lý lỗi của các cô gái VSD, điểm số được san hòa 1-1. Mỹ Vân, bóng đã lọt chắn. Đây là điểm cho Thái Nguyên. Chủ công của VSD đã dẫm vạch 2m trong pha bóng vừa rồi. 2-1 cho Thái Nguyên. Rồi phản công cho Thái Nguyên. Rồi là Vũ Lương rất nhanh. Rồi cho Mỹ Vân, không phải. Bóng đã lọt chắn, điểm cho Thái Nguyên 3-1. Thái Nguyên đã có sự khiếu nại đến từ phía các cô gái Thái Nguyên. Anh nghe Duy ơi, ơi đánh ở nhà thi đấu Thanh Trì, nhà thi đấu Thanh Trì. Ừ rồi, ok ok em nhá. Ở trên Facebook anh đăng là nhà thi đấu Thanh Trì mà. Xuống vẫn kịp mà. Anh không biết, em lên Google Maps em tìm nha. Đi chỉ 30 phút thôi. Thế nha. Ngoài Thái Nguyên đang dẫn trước với khoảng cách là 1 điểm. 1 điểm mong manh. Phòng thủ tốt của VSD. Cơ hội phản công lần thứ hai cho Thái Nguyên. Chuyền một tốt rồi. Mỹ Vân chắn bóng tốt của các cô gái Thái Nguyên. Người chắn bóng đó là cầu thủ số 6, một cô gái rất xinh xắn đến từ quê hương của những đồi tre. Ai đây? Quyền Nguyễn từ số 3. Bóng đá lọt chắn rồi. Điểm cho các cô gái VSD 4-5. Điểm cho Thái Nguyên 6-4. Và tấn công tốt của chủ công Thái Nguyên. Thái Nguyên rồi.
7-4. Ngay lập tức anh Đỗ Nguyễn Thanh xin dừng trận đấu để hội ý. Lần hội ý đầu tiên của hiệp đấu thứ hai. Trên sân hôm nay có rất nhiều YouTuber. Ngay bên cạnh mình có đến 3 YouTuber rồi. Và sân bên kia đang là King Kong với đội áo trắng, là đội nào mình chưa rõ. Hình như là Hưng Yên. Đúng rồi, mình nhìn thấy chủ công Nguyễn Hằng rồi. Chủ công có những cú đập phải nói là trời giáng. Giờ ý của VSD đã hết. Hai đội tiếp tục trở lại sân thi đấu. Điểm số này đang là 7-4. Chuyền cho ai? Quyên Nguyễn. Bỏ nhỏ thành công. Điểm cho VSD 5-7. Phát bóng này cho VSD là Mỹ Vân. Cơ hội. Không được. Một pha xử lý ra ngoài của chủ công búa máy. 8-5. Thua không? Trọng tài xác định chắn bóng ra ngoài. Thái Nguyên tấn công ra ngoài. Điểm cho VSD 7-8. Sau khi hội ý thì VSD đã lên liền 3 điểm. Lần này thì Thái Nguyên đã thành công. Đó là Nguyễn Phương. Một pha tấn công từ vị trí số 4. Điểm cho Thái Nguyên 9-7. Trước đó bóng đã chạm hàng rào chắn. Điểm cho VSD 8-9. Cặp song sát của VSD đó là số 10 chủ công búa máy Quyên Nguyễn và số 14 Mỹ Vân. Một pha xử lý khéo léo của cầu thủ số 8 bên phía Thái Nguyên. Đáng tiếc là chỉ đã dắm vạch 2 mét. Trọng tài điều khiển trận đấu này là trọng tài Phùng Việt đến từ Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, trọng tài rất uy tín. Anh xuất hiện trên TV rất nhiều rồi. Vẫn còn. Phản công cho Thái Nguyên. Nguyễn Phương. Chưa được. Đáng tiếc là phòng thủ trên lưới của VSD vừa rồi làm việc rất tập trung. Các cô gái Thái Nguyên xin hội ý. Lúc này thì VSD đã vượt lên với khoảng cách là 1 điểm. Xin chào 980 anh chị em, cảm ơn mọi người rất nhiều. Bên phía Thái Nguyên được tài trợ bởi anh Bình, giám đốc của tập bò 3B Thanh Bình. Đó là người cầm trịch của đội Thái Nguyên tham dự giải năm nay. Rồi đã hết rồi, hai đội tiếp tục trở lại thi đấu. Phát bóng vẫn là các cô gái VSD. Điểm số lúc này đang là 19. Một pha xử lý tinh tế. 11-9. Thái Nguyên cố lên. Ba chắn đã theo thu hồng.
phòng thủ tốt của Mỹ Vân. Đã có lưới của các cô gái VHD. Điểm cho Thái Nguyên 10-11. Xin dừng chiến đấu để buộc lại tóc. Vâng, các chị em ra sân thường là sẽ có những vấn đề phát sinh nhiều hơn các anh con trai, ví dụ như tóc hoặc là quần áo. Còn các anh con trai thì nó đơn giản hơn. Xin chào gần 1.000 anh chị em nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Sau khi được một tiếng nghỉ ngơi và ăn cơm thì lúc này Đỗ Văn Hưng lại khỏe lại rồi. Hãy tiếp tục gửi đến mọi người những trận đấu hay ở vòng tứ kết. Cố lên, phản công cho Thu Hồng, hơi thu. Quyền Nguyễn ở biên 2, đúng rồi. Chắn bóng tốt của Thu Hồng. Cô gái tóc ngắn đeo áo số 1 của Thái Nguyên. Điểm số 11 đều, lúc này tứ quý 1 lại xuất hiện, 4 số 1. Mỹ Vân vẫn còn bọc lót rất tốt của Thúy Hằng. Hơi thấp. Không được, nỗ lực của các cô gái Thái Nguyên chưa thành công. Điểm cho VHD 12-11. Trọng tài xác định bóng ra ngoài, quá đáng tiếc. Một pha xử lý cồng kềnh và bóng ra ngoài mất rồi. 12 đều. Ngay lập tức thì chủ công bố máy đã chuộc lại lỗi lầm của mình. 13-12. Chắn không được kín. Điểm số lại được san hòa 14 đều. Chắn bóng thành công. 15-14 cho VHD. Xin chào 1.000 anh chị em, cảm ơn mọi người rất nhiều. Điểm cho VHD 16-14. Phát bóng cho VHD. Lúc này Thái Nguyên xin dừng trận đấu để hội ý lần thứ hai. Xin chào 1.000 anh chị em, cảm ơn mọi người rất nhiều. Anh chị em nào có nhu cầu mua giày chuyên cày sân bê tông có lót giảm chấn đỡ hại gối và lưng, anh chị em hãy nhắn tin vào fanpage bóng chuyền HD Live. Giày có giá là 860.000, hiện đang được bán với giá là 680.000. Và anh chị em nào chuyển khoản trước được tặng thêm một bộ quần áo đấu. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Hà Nội tiếp tục trở lại thi đấu. Điểm số đang là 16-14. Anh Thanh đang mặc sơ mi trẻ thế, đúng rồi anh. Hôm nay anh Thanh trong lễ khai mạc còn làm mấy thủ tục đấy anh ạ. Anh có thể xem lại live ở livestream đầu tiên trong ngày hôm nay nhé. Chồng mắng, chồng đánh, chồng chê vẫn phải giành chiến thắng. Ai đây? Cố lên. Không được. Điểm cho các cô gái VSD 20-18. Các cô gái VSD có hai quyền quyết định ở hiệp đấu thứ hai này. Họ đang có hai set point. Đội vào bán kết của họ là rất cao. Chắn bóng tốt của Thái
Hiền. Phòng thủ tốt của Thái Nguyên. Điểm cho VFD. Đã có lưới, trọng tài ai xác định các cô gái Thái Nguyên đã chạm lưới. Tiên cũng vậy, họ đang bám đuổi nhau y như hiệp đấu đầu tiên. Thủ bóng, bóng đã lọt chắn, bóng đã lọt chắn, điểm cho Thái Nguyên 21-0. Mỹ Vân 22-21 cho VSD. Xin chào 1.200 anh chị em, cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình sẽ chụp lại màn hình. Vâng, các cô gái VSD hút cả vào nhau rồi. Huống tấn công ra ngoài của Thái Nguyên, quá đáng tiếc. Kết thúc hiệp đấu, các cô gái VD giành chiến thắng với tỷ số 23-21. Chung cuộc họ thắng 2-0. Xin chúc mừng VD và xin chia buồn với các cô gái Thái Nguyên. Họ thi đấu rất xuất sắc, chỉ là thiếu may mắn ở những điểm số quyết định mà thôi.